trời ăn cơm có ngon không? Chứ ăn cơm bình thường như không ngon. Không có buồn mới ăn thôi. À, đúng rồi, không có mụn là không ngon thiệt. Khách cũng hỏi chị đó đó. Mà thật ra lúc mình ăn cơm mình chẳng nghĩ chi đến hả? Ừ. Có ấn tượng gì nó quen quá rồi phải. Vườn của ông Phương á, chị đoan kìa. Thì ghiền xe mụn. Còn ông Phương nhé, tiểu thật sự. Không, không có lúc thân đông nào. Và anh Phương à? Dạ. Yeah. Hồi xưa ông hủy cái bạn em mà. Hồi em mới vô chị ấy. Hủy cái bạn luôn. Không bị chia sẻ với cái gì quá. Có thời gian ông lên mình lấy ông Dương đi ra cho hắn để cho câu view với Đoan kìa. Thì ông coi ông quen với rồi hồi trước ông không coi luôn nữa. Không ngư à? Chị Đoan làm về chủ đề bóng đá mà lấy video vụ về câu lái. Ghi con bé trăm thôi nè. Ghi chưa? Để coi có ông tổng 100. Bé nói nhiều không? Thấy mặt anh chè đâu biết. Có quay không? Để nói chị Hà qua coi thôi. Chị Hà xí coi bé trong góc, trong cùng. Ừ. Dài dài. Giống bình dân. Giống bình dân, đúng sao? Hồ hậu. Chúng ta gì mà mặn nặng tới mai cũng chưa hết. Ráng nằm tới chiều về. Nè, cậu ở đây. Còn một bên.
bà nó ra ngóng này cục này. Càng nặng càng ra là bông thạch xanh. Vậy có một cái bông khô chứ. Em lái luôn xa xa đi, tại vì nếu mà viêm lên thì lái, chứ tại vì cuốn huy là kiểu như không có mũ thì lái, không là để hầu chị lái cho. Đi lên nó thật. Siêu sao rồi, ai cũng bà anh đang chờ kho. Dễ thương này.